Xin chào, chào mừng tất cả bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn ơi, hôm nay là ngày nghỉ dịch tháng tiếp theo của mình, nên là anh em trong xóm này không có gì ngoài một con ngan để chuẩn bị đánh tiết canh. Đây là A Thọ lại tiếp tục với ôi, A Thọ bắt ngan quá chuyên nghiệp mọi người ạ. Trong vòng chưa đến 15 giây A Thọ đã xử lý bắt con ngan. Gửi lên đúng không? Gửi lên đấy. Đấy. Nuôi được hơn năm rồi. Hơn năm. Nay cho bà con. Hơn năm à? Món tiết canh ngan nhá. Đấy, mọi người ơi, tiết canh ngan. Đây, cắt vào lách. Cắt vào lách à? Ngan này phải cắt lách đúng không anh? Lách chỉ tiết thôi đẹp. Nhầm mẹ đây. Kìa. Nhầm bên à? Đấy. Sao lại nhầm bên, bên trái bên phải khác nhau à? Thế mạch của nó ở bên phải à? Thuận tay mình thôi. Thuận tay mình, tưởng là bên phải nó nhiều tiết hơn. Bà con thưởng thức nhá. Ôi cái cốt này là anh pha với công thức như nào? Nước này nó sôi với nước mắm nó hát vậy nhá. Nước sôi nhưng mà công thức là mấy cốt mấy... Khoảng 3 thìa nước mắm. 3 thìa nước mắm? 3 thìa nước mắm, 4 thìa nước. 4 thìa nước. Đấy, còn gì không anh? À, giữ ở trong chân. Không phải người giữ à? Tưởng một mình đấy chứ. Một mình nhá. Một mình thôi, xử lý một mình thì... Bài này là bài sơ cấp khi mà đi lấy vợ phải nhạc phụ phải yêu cầu. Chưa lấy vợ ở bản là phải bố vợ yêu cầu là phải tự tay cắt đấy. Ngan này. Tự tay cắt ngan nhá, mình là một mình mổ một con lợn lên mọi người. Đấy. Cho bà con thưởng thức. Cắt này này. Đây, nhìn chưa? Đây, rồi, rồi, này, ok. Cắt phan, chạy kéo, ok. Phụ được người luôn. Cứ bà giữ cháu đi. Rồi. Thôi, bà cứ giữ hộ anh em một tí. Bây giờ lấy được vợ, có hai con thì cần gì phải kỹ lăng nữa, đúng không? Thừa kỹ lăng rồi. Con này to, con nó tầm 6 cân nên là... 6 cân con ngan này mọi người nhá. Quay. Nhưng mà chỗ này lên YouTube nó phản ánh đấy anh ơi. Cứ xử lý thì tí nữa em khác. Đấy. Chưa rồi, nối à? Đấy, A Thọ đang xử lý con ngan 6 cân mọi người ơi. Con ngan này em cất công chuyển từ Phú Thọ lên ngày hôm qua mà hôm nay xử lý luôn. Đấy, đúng bài luôn, trong vòng 30 giây con ngan đã... đã được A Thọ xử lý nhanh gọn rồi. Có nước chưa anh ơi? Nước rồi đúng không? Liên tục ăn uống. Con ngan này to quá mọi người ạ. Ngan thì ăn ngan trống này nó ngon hơn đúng không? Ngan mái à? Ngan mái nó ngon. Ngan mái ngon hơn. Ngan mái ngon hơn. Ngan này nó có bị hôi không? Không có. To thế. Vâng. Phải nhúng vào nước nã trước, sau đó thì sẽ cho nước sôi vào thì nó vặt lông nó dễ hơn mọi người ạ. Con ngan này hôm nay là ngoài món tiết canh là A Thọ định làm thêm món gì nữa đây? Rồi nhá, có rồi. Rồi á? Rồi cổ. À, sao lại rồi cổ? Em chưa nghe bao giờ là như rồi nào? Thế lấy cái rồi cái cổ này làm rồi. À, thế nhân của nó là gì? Nhân rau như rau rồi lợn rồi chó bình thường á. À, rồi, mình hiểu rồi. Bây giờ là A Thọ sẽ lấy cái cổ của con ngan sau đó thì sẽ băm lấy sụn này, xương này, sau đó rau nữa. Để làm mấy miếng dồi, dồi ngan mọi người ạ. Nghe đã hấp dẫn quá rồi. Nó lại xịt tiết nước nã à? Nóng quá, không vặt được á. Xịt nước nã này nó này khó vặt hơn đấy. Chỉ làm khoảng tầm 5 phút là xong rồi. 5 phút là xong phần nông đúng không? Ngan này anh nọc một tí xào xào ớt cho cả nhà ăn ngon anh ạ. Sơ chế. Xong.
cơ bản sau 5 phút thì con gan đã được xử lý xong các phần lông dài và lông tơ đó, mọi người ạ. Bây giờ cho nhúng vào nước và vệ sinh lần nữa là phẫu thuật luôn con gan này. Tí nữa hấp dẫn nhất là cái món tiết canh này và món món lòng dồi bằng cổ gan mọi người ạ. Đầu tiên mình thấy một sự sáng tạo khi mà làm ẩm thực của con gan này. Rồi của nó cắt đi. Cái rồi cắt từ đoạn đấy đúng không? Cắt từ đoạn đấy nhá. Đến cái đoạn đầu luôn. Đầu để nguyên. Nên mỗi người được miếng thôi, rất là ngon nhỉ. Đúng. Cái mà cái này tha hồ anh rồi mới cả anh luộc nhỉ, nó dai ấy. Không bao giờ sợ đứt, sợ bục. Mà cái cổ này mình băm giả hay là như nào? Thích cho nhiều thịt thì lấy thịt nó. Em nghĩ là làm xong rồi mình băm cái thịt cổ ra, mình kiểu mình dán ấy. Cổ mà xương cổ ấy. Xương cổ nó thì mình luộc và đánh với canh. Đánh với canh đúng không? Già vẫn giúp. À, họ cắt quả lách ra hết luôn, hết tiết luôn, ngàn thì luôn một bát to mọi người ạ. Đâu rồi bát đấy, đâu rồi ấy? Trong nhà. Ba kinh khủng nhỉ. 2 phút thôi, cắt thả ra là chết, ngàn chết luôn. Nó chảy tiết bát hết luôn. Em thấy ra tiết rất là nhiều luôn. Chứ không biết cắt thịt thứ nhất là nó đỏ này, thứ hai là không có tiết mà đánh tiết canh. Người ta cắt đây này. Cắt đây được nhưng tiết nó xấu. Cắt cả trên đầu này luôn á? Cổ để cắt đây. Có huyệt thì cắt. Hôm nay anh thử cắt trên đầu đấy em xem hát nhỉ? Tiết này nó xấu lắm. Tiết nó xấu à? Nhưng mà có ra hết không? Ra hết chứ, chết ngay. Để cắt đúng như này. Để cái cổ này này, cắt đúng được. Cái khớp này. Giờ trên này nó có xương cứng nhá. Cái này này rồi. Có cái khớp này. Cắt đúng đấy. Mua khoảng chục con đi. Cắt kiểu cắt. Chặt mỏ cũng được rồi em. Chặt mỏ không ra tiết. Xin chào, hay bạn này học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 1 à? Cháu lớp 4 ạ. Lớp 4 à? Quả thớt này cũng là thớt gỗ nghiến đấy mọi người ạ. Thớt này có khi dùng 3 đời không sao hết mọi người nhá. Chặt một phát thì đúng là cả xóm cả làng nghe đấy luôn. Đây là bộ sưu tập dao của A Thọ nhỉ, đầy đủ các loại dao. Đấy. Đấy. Dao rất sắc luôn. Dao sắc làm sướng nha anh nhỉ. Riêng là dao cùn thì làm gì cũng không thích. Ai à? Cắt phao câu à? Cái này là cái nó sẽ bôi đi chất nhờn. Đúng, nó hơi hôi. Được cái này là hoa ăn được đấy, bỏ cái phần hoa đi đấy. Ai mà không biết cứ để cắt không hết cái phần đấy là hoa lắm mọi người ạ. Giật lưỡi bây giờ kinh à, ai à, thuyền nghiệp quá mọi người đấy. Rút từ trên ra nhở, em toàn rút từ dưới lên đấy. Từ cái ví dụ như cắt gà em cắt từ đây xong em rút từ dưới này, rút ra chỗ cái diều nó ấy. Lưng nhá. Đây là mổ ngan này, mổ lưng này. Bình thường thì anh em sẽ mổ bụng nhưng mà lưng hôm nay lưng thì thịt nó không bị co. Luộc nó không bị co. À, luộc nó không bị co à? Hay quá nhỉ. Để đến đây gần đấy thì cắt cái cổ của nó rách, nó dài, nó phí. Đoạn từ đây mình sẽ làm cái món dồi. Đấy, sẽ làm dồi. Món dồi bằng cổ ngan này mọi người ạ. Đấy. Lần đầu tiên mình được chứng kiến cảnh mổ ngan mà mổ từ phía trên lưng nha mọi người nhá. Chưa bao giờ mình thấy ai mổ trên lưng này, nhưng mà theo A Thọ thì mổ lưng này thì khi mà mình luộc nên nó không bị co thịt lại. Ăn miếng thịt nó sẽ mềm hơn, nó không bị dai.
Đấy, kinh nhỉ. Phanh hả các bạn? Con này phổi to nhỉ anh nhỉ? Con này anh em mà không có kinh nghiệm cắt tiết nữa. Con này còn lâu mới chết được. Cái này là diều mà thật là nó vỡ này. Đấy, lôi rồi. Bởi vì sao phải tút cái lưỡi ra. Không nhá, không tút cái lưỡi. Mà khi mà lôi cái này là nó hay bị đứt. Trong này là diều nó lên tận mồm này. Diều nó ngang con vịt nó lên tận đây này. Diều thức ăn nó chứa tận đây này. Nếu mình rút mà không ấy là nó sẽ tí nó không ra nó mắc ở trong đấy. Đấy cái này nhá, cắt lưỡi rồi, rút lưỡi rồi. Phát ra hết. Lột hết cơ luôn. Kéo đến đây. Sợ nó rách không? Không. Xong bắt đầu lại lột. Cái này không. Cái này nhá. Cái này cắt đi đúng không? Cắt được xương. Xong lột ngược lại. Không, cái này để nguyên. Cái đầu để nguyên á? Thế mới đẹp nhờ. Cái này để nguyên nhé. Coi như nó khóa lại đúng không? Thì buộc cái này ở đây, buộc một cái dây nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đâu buộc cái đâu? Đây buộc cái mỏ này này. Nó phải ra ra đồ đúng không? Đồ rồi. Hay quá, mình tưởng là mình cắt hay đầu cơ mọi người, nhưng mà đây để nguyên cả cái mỏ lại, nhìn rất là hay luôn, nhìn rất là đẹp. Cái này chính là cái hạch của nó này. Phải bỏ cái hạch đi chứ. Đấy, cái mỏ mình lộn ra này là mình bỏ hết này. Đúng rồi. Đấy, đừng có cái đấy rồi vứt vào ăn hoàn được nhá. Đấy. Nó rất nhiều hạch ở cổ con ngan con vịt này. Đúng rồi. Đấy, cái này rất nhiều. Ui giời, hạch to lắm mọi người ạ. Đây này, cái tật của nó ấy. Đấy. Cái tật này cả con gà cũng thế mọi người. Riêng trong cổ con nào mà cái loại da cầm nói chung là có hết nhiều. Đúng không? Đấy. Đây chắc chỉ làm nửa thôi. Tiết canh. Đấy, chặt cái cổ này ra luộc, sau đó tí nữa thì băm làm tiết canh làm nhân này. Đấy, ui bộ lòng kinh nhỉ. Quả tim nó ăn chín lắm. Bộ lòng nó cũng ui quả tim to lắm mọi người ơi. Như cái này con gà đi nhé, quả này của con gà nó rất to, nhưng riêng con ngan thì nó rất bé. Quả nào? Cái quả này. Đối với A Thọ thì A Thọ sẽ xử lý hết, không bỏ gì hết. Đối với A Thọ là cái chỗ nào mà thối thối là chỗ là ngon nhất. Thối ngon nhất thối à? Thối là ngon nhất. Đấy, nêm chăm cho mọi người xem à. Này, cuống họng vào lưỡi. Cái này tí luộc lên xong băm à? Cái này đúng là băm mình nó cái này nó cứng, sụn sụn như kiểu là của thịt lợn. Mình băm vào tiết canh được. Tức là khi mà mình mổ ngan ra cái là mình để nguyên, nó không được cho dính nước lại này, là dễ bóc ra này. Đây mọi người làm cái mề gà mình, mề gà thì dễ, nhưng đây mề ngan thì khi mà nó dính nước lã vào thì cạy rất khó. Nó phải tí nó phải nhúng lại nước nóng. Đấy, bây giờ cháu làm này xong cho lại. Ok. Bản đấy, cho tầm này là được. Thôi được, chân cho hả? Chân để lại. Này trông thế nhiều nhân phết đấy nhỉ? Nhưng mà chắc hết không? Cái này nó nếu mà nhồi hết cỡ nó thì cũng to như kiểu rồi lợn luôn đấy. To hơn rồi lợn. Nhưng mà cái này đút dễ này. Đơn giản thôi. Không giống như hết sạch còn một tí nào được các em. Cái này được khâu vào. Đúng rồi, phải khâu rồi chứ buộc thì không buộc được. Khâu nó mới được nhiều. Chỉ được cái này thôi. Thế thôi á. Cố bóp bóp cho nó được thêm tí nữa không? Lấy chỉ để mà khóa cái đầu trên lại. Nó khâu được cơ rồi. Nếu mà khâu được thì mọi người sẽ nhổ thêm được một đoạn nữa. Mất miếng đấy anh nhỉ? Mất miếng. Cái nhân kia thì tí nữa cho luộc à? Không, nó để mình xào lăn trước cho nó. Xào lăn cho nước canh. Cho nước canh ấy. Canh. Em nghĩ là cho nước canh luộc ấy. Ngọt. Ngọt lắm. Đây mọi người, sau khi mà
kết thúc cái công đoạn buộc chỉ thì sẽ mình sẽ thả vào nồi để luộc cùng với phần thân của con gan này. Nhìn ngon quá mọi người. Cái này sẽ luộc khoảng 30 phút, sau đó sẽ tắt bếp đi rồi sẽ chín dần này. Mọi người lát nữa mình sẽ vớt ra để mọi người cùng thưởng thức nha.